Cô xin chào các con, cô là Nguyễn Thị Tới, cô là giáo viên trường mầm non xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đã lâu rồi, cô cho mình không được gặp nhau, là do dịch bệnh corona đấy các con à. Thế các con ở nhà có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các bạn và các cô không nào? Còn cô thì rất là nhớ các con. Không biết các con ở nhà có khỏe không và có ngoan không? Và đã lâu rồi cô không được kể chuyện, đọc thơ cho các con nghe. Vì vậy hôm nay cô Tới sẽ kể cho các con nghe câu chuyện. Câu chuyện kể về một chú thỏ rất là xinh xắn nhưng lại không vâng lời mẹ. Và các con muốn biết được chú thỏ con không vâng lời mẹ như thế nào thì các con hãy chú ý lắng tai nghe cô Tới kể chuyện nhé. Câu chuyện thỏ con không vâng lời. Một hôm khi trước khi thỏ mẹ đi làm, thỏ mẹ dặn thỏ con: "Thỏ con ơi, con ở nhà chơi ngoan nhé, không được đi chơi ra khỏi nhà. Nếu các bạn quậy đi chơi thì con cũng đừng có đi nhé." Thỏ con vâng lời mẹ và chẳng đáp lại: "Vâng ạ." Thế nhưng thỏ mẹ vừa đi ra khỏi nhà thì có bạn bươm bướm đã bay tới nhà thỏ con, và bươm bướm đã gọi thỏ con: "Thỏ con ơi, đi chơi đi, ngoài kia các bạn đang chơi vui lắm." Vừa nghe bươm bướm gọi như vậy, thỏ con đã chạy luôn theo bạn bươm bướm, và thỏ con đã quên không đội mũ lên đầu và quên không đeo khẩu trang. Thế là thỏ con đi mãi và đi xa thật là xa. Và trong lúc thỏ con đang chơi thì thỏ con cảm thấy trong người mình rất là khó chịu. Thỏ con vừa nóng vừa sốt, lại còn bị nhức đầu nữa. Thỏ con nhức đầu và thỏ con còn bị ho nữa đấy. Thỏ con lúc này muốn về nhà ngay, nhưng vì đi chơi quá là xa, không nhớ đường để về nhà nữa. Thỏ con không biết làm sao bây giờ. Thỏ con đã oa lên khóc: "Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ." Đúng lúc đó thì có một bác gấu vừa đi tới. Bác gấu thấy thỏ con đang khóc, bác gấu liền hỏi: "Thỏ con ơi, làm sao cháu khóc?" Thỏ con kể đầu đuôi câu chuyện cho bác gấu nghe. Bác gấu liền dắt thỏ con đi khám bác sĩ. Bác sĩ khám bệnh cho thỏ con. Khám xong, bác sĩ nói với thỏ con rằng: "Thỏ con ơi, cháu bị viêm họng rồi. Cháu về nhà nhớ phải uống thuốc đều đặn và thường xuyên ngậm nước muối vào buổi tối trước khi đi ngủ, và sáng mai ngủ dậy thì mới khỏi được cháu ạ." Thỏ con đã vâng lời bác sĩ và trả lời: "Vâng ạ." Thế là bác gấu đã dắt thỏ con đi về nhà. Vừa về đến nhà, thỏ mẹ đã chạy ra ôm lấy thỏ con, và thỏ con đã kể đầu đuôi câu chuyện cho thỏ mẹ nghe, và thỏ con đã xin lỗi thỏ mẹ. Và hai mẹ con nhà thỏ con đã cảm ơn bác gấu. Thế rồi thỏ con vâng lời bác sĩ dặn, đã tự mình lấy thuốc uống đều đặn hàng ngày, và thường xuyên thỏ con ngậm nước muối vào buổi tối trước khi đi ngủ, và sáng mai ngủ dậy chỉ vài ngày sau là thỏ con đã khỏe mạnh bình thường. Thế rồi thỏ mẹ đã ôm lấy thỏ con, và thỏ mẹ đã nói với thỏ con rằng: "Thỏ con ơi, từ nay trở đi con phải vâng lời bố mẹ, không được đi chơi xa và không được đi ra khỏi nhà nhé. Nếu có việc cần thiết ra khỏi nhà thì con nhớ phải đội mũ, phải đeo khẩu trang. Con làm như vậy thì mọi người ai cũng yêu quý con đấy." Các con ạ, qua câu chuyện này, cô mong rằng các con phải vâng lời ông bà bố mẹ và luôn ghi nhớ lời cô giáo dạy trên lớp. Phải ăn chín, uống sôi, phải giữ gìn cơ thể sạch sẽ và thường xuyên rửa tay sát khuẩn bằng xà phòng theo đúng cách cô giáo đã dạy trên lớp đấy. Và trong mùa dịch cúm như hôm nay, như ngày hôm nay, các con nhớ không được đi ra khỏi nhà. Nếu có việc gì cần thiết đi ra khỏi nhà thì các con nhớ phải đeo
khẩu trang để bảo vệ cơ thể mình và bảo vệ cho mọi người xung quanh đấy. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi.